Âm thanh ánh sáng hội trường tại Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam là trường chuyên nổi tiếng của Hà Nội bởi không chỉ chất lượng giảng dạy cho học sinh mà còn rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Chính vì vậy, việc đầu tư cho hội trường với các thiết bị âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết. Trung Chính Audio là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong cung cấp các giải pháp âm thanh ánh sáng hội trường với kinh nghiệm thi công tại nhiều trường học, trường đại học, học viện và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Trường Trung học phổ thông Amsterdam với hội trường lớn được thiết kế hệ thống loa công suất cao được treo thả tại hai góc phía trên của hội trường, kết hợp với hệ thống loa hỗ trợ đan sen đảm bảo âm thanh sống động đến từng khu vực người ngồi. Toàn bộ hệ thống âm thanh hội trường được điều khiển bởi mixer chuyên dụng cho chất lượng âm thanh theo ý muốn của người điều khiển. Hệ thống ánh sáng với đèn heat moving kết hợp với đèn palette và đèn moving beam cho ra màu sắc đa dạng, tùy biến ánh sáng phù hợp với mục đích biểu diễn trên sân khấu. Hội trường cũng được trang bị máy tạo khói hai bên sân khấu nhằm tăng tính chuyên nghiệp khi hòa quyện cùng hệ thống ánh sáng. Tất cả đều được điều khiển từ xa bằng bàn điều khiển chuyên dụng. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.